Ôi sữa tung. Ủa? Vui quá. Cho ba chơi với. Thôi sao chú chơi mấy trò này được, chú chạy thôi đi, chú mệt là sao? Giỡn hoài, mình chơi bằng kinh nghiệm mà, để. Ê, đúng rồi đó ba, ba nhớ bữa trước không? Ba chạy mới có 2 vòng mà ba đã lên tới 6 vòng. Thôi con bảo chú, hôm ấy chú rảnh quá ấy, chú qua ngồi thiền mẹ con đi. Dạ. Ngồi thiền với mẹ con? Đúng rồi. Chú ngồi đó tâm chú tịnh không nổi đâu. Ồ. Kiếm người khác rồi chú chơi chung với coi. À, con có việc với chú rồi. Hôm ấy chú ngồi đây chú trông đồ bọn con nha. Bây giờ hai đứa mình không chơi tạt lon nữa. Mình qua kia, anh Tâm nhảy không? Dạ. Đi. Bye bye chú nha. Giữ dép giùm con nha chú. 5, 6, 7 hãy ở bên cha rồi thời gian qua ta hãy trách con cha hãy mong là đừng có chia cách chúng một nhà hiểu lầm cái sự bỏ qua. Vui quá. Dạ. Tụi con nhảy đẹp quá nè, đậu đạt giữ đúng không mất miếng món nào luôn. Dạ. Có thể cho chú gia nhập nhóm nhảy của tụi con được không? Con không đủ. Đừng từ chối chú như vậy. Nếu biết được quá khứ của chú như thế nào, tụi con sẽ trân trọng chú nhiều. Dạ, chú kể luôn chú ơi. 15 năm trước, chú từng được giải 6 tiếng hát măng non xã Phước Kiển nha. Đừng giỡn với tôi. Tiếng hát măng non. Nhưng mà chú nhảy được. Nè, tụi con có thể những cái động tác tụi con chú đi từ xa là chú đã biết rồi. Dạ. Nè, một nè. Đúng không? Cái này con thấy đúng không? Con thấy bà con ở nhà hay làm này chú. Làm gì? Con nè, tập dưỡng xuyên đi. Đó, đúng cái đó chú. Bà con hay tập mấy cái đó nè. Hay chú hợp với mấy cái mà vũ điệu gì mà hường gì mấy em, ông già bà già muốn. Để. À, nhảy đầm á, nhảy mấy cái gì mà nghe nè. Nhảy mấy cái gì mà nghe đó. Cái đó là chú nhảy là chú rành lắm rồi nè. Chú thích cái điệu nhảy trẻ trung này. Chú tập ở đây mà đi nha. Ê, mình đi. Chú tập một mình nha chú, con tập được cái này. Ê. Tùng hẹn tôi ra đây chi vậy? Chị Nụ ơi, tôi muốn hẹn chị Nụ ra đây để chị Nụ tư vấn giùm tôi làm sao để chơi được với mấy đứa nhỏ. Chơi với mấy đứa nhỏ? À. Vậy thôi hả? Ừ. Trời, vậy mà tự nhiên đi hỏi vấn đề mấy đứa con nít với một người đàn bà tinh khôi như tôi, có logic lắm không? Tại vì Nụ là người lớn tuổi thì Nụ chắc cũng sẽ biết được, hiểu không? Có kinh nghiệm quá. Tự ái à nha, làm vậy tôi mất giá đó. Giờ chỉ tôi đi còn giá gì nữa mà giá. Thì chơi với mấy đứa con nít hả? Thì hồi trước á, thì tôi hay chơi mấy trò chơi dân gian á. Ví dụ như là nhảy dây nè ha, nhảy cò cò nè ha. Rồi cá sấu lên bờ, tạt lon. Đó, mấy trò đó đó. Hồi đó Nụ còn nhỏ, Nụ con gái Nụ chơi tạt lon luôn. Chứ sao nữa, trời ơi, hồi đó tôi còn chơi tụt quần nữa đó. Không có, tôi nhìn tụi nó chơi thôi. Không biết An với Bình có thích hay không nữa. Thì bây giờ cứ thử đi. Tôi nghĩ là con nít đứa nào cũng thích mấy trò chơi dân gian hết á. Vậy phải thử chơi với nó mới được. Tôi thấy là tụi nhỏ chơi được nhưng mà Tùng không có được đâu. Sao vậy? Thì tại sức khỏe lớn rồi, sức khỏe nó hạn hẹp á, không có chơi được. Thấy tôi vậy với tôi khỏe lắm mà, không tin giờ tôi với Nụ ra chơi. Thôi ai chơi kỹ quá à. Tự nhiên nói người ta sức khỏe người ta tự ái chứ. Bây giờ tôi nói sức khỏe tôi có làm sao bây nữa, tôi không phải chơi với mấy đứa con tôi để tôi hòa nhập với lại tụi nó. Sợ là tụi nó không thích thôi à. Thì bây giờ cứ thử đi. Con nít mà, ai mà không thích trò chơi dân gian đúng không? Còn việc thi thì sao? Việc thi? Hả? Cũng phải trò chơi với việc thi nữa. Đúng rồi, phải nói chuyện với nó chứ dạo này nó lạnh lùng với tôi lắm. Nó sao với tôi á. Lạnh lùng đúng không? Ừ, nó có khoảng cách với tôi. Hồi xưa lúc mà tôi 16 tuổi á, tôi cũng hay lạnh lùng với ba tôi lắm. Rồi ba của Nụ làm sao mà để Nụ hết lạnh lùng? Ông đập tôi chứ làm sao. Ông quýnh tôi đó thì tôi hết lạnh lùng chứ làm sao nữa. Trời ơi, cái đó hồi xưa thôi, bây giờ đâu có dùng đòn roi với mấy đứa nhỏ được, bây giờ khác rồi. Thì đúng, nhưng mà tất cả mọi thứ là do người lớn thôi, hiểu không? Bây giờ anh muốn tụi nhỏ như thế nào thì anh phải hướng tụi nhỏ như thế đó, anh hiểu không? Bây giờ anh phải suy nghĩ, động não, quyết đoán rồi hành động. Hỏi chị cũng như không rồi, cái gì đâu mà quyết đoán suy nghĩ hành động. Thôi được rồi, để tự tôi suy nghĩ, tự tôi hành động. Ê, rồi hẹn tôi ra đây rồi cũng như không vậy, không có trả công tôi gì hết hả? Ê, Tôn. Đàn ông gì mà lạnh lùng. Để bữa nào đó tôi đập cho lên bờ xuống ruộng. Thi ơi. Dạ. Hù. Chào chú, gì vậy chú? Trời, tao hù giật mình tự nhiên khó chịu, kỳ cục quá. Bộ đi học bạn bè không có hù nhau hả? À, chú hù con mới khó chịu á. Nè. Trời, hôm nay còn tặng quà cho con nữa. Ôi trời, không lẽ cái này là món quà cuối cùng xong rồi chú đuổi con về quê hả? Bạn đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ. Tôi là người tốt. Hôm nay tôi vừa mới lãnh lương cho nên là tôi mua một ít quà tặng cho gia đình của chúng ta. Mỗi đứa một ít vậy đó. Tiền nuôi con không có, tiền tán gái cũng không có luôn. Vậy mà muốn quà cho mình. Quay bớt làm bèn kiểu bà già lại đi. Mở ra coi thích không? Chắc chắn sẽ thích. Khăn rằn. Oh yeah. Áo bà ba. Oh yeah. Cái này độc nữa. Dầu gội bồ kết. Oh yeah. Con không ngờ luôn á. Chú hoài cổ dữ thần luôn á. Hoài cổ gì? Ê, mấy cái món này ngày xưa là mấy bà với mấy chị thích lắm đó nha, đừng có giỡn nha. Không hiểu sao chị Vi thích chú nữa. Đúng là gu lạ. Giờ con mặc cái này xong rồi con đi chơi hay con ở nhà hay đi ăn tiệc. Con muốn đi đâu con đi. Trời ơi, cái bộ đồ đẹp thấy mồ, muốn đi đâu đi. Đi đám cưới bận đồ ba cũng được vậy con. À, vậy à... Thôi con cảm ơn chú. Con nghĩ là chú giữ giùm con cái này đi. Khi nào đi ngủ rồi con sẽ đòi chú. Ủa là sao? Ê! Trời ơi, người ta tặng quà mà không nhận là sao trời? Mấy cái này mình lựa kỹ lắm mà ta. Con chào ba Tùng. Ủa? Con gái mới đi học về hả? Ê! Ở đây cho ba hôn cái coi. Ừ, thôi, con mới đi học về mồ hôi không à. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên không cho ba hôn? À, bây giờ vậy nè, con với ba đừng kêu là cha con nữa, mình có khoảng cách lắm. Bây giờ mình sẽ thu hẹp khoảng cách đó lại đi. À, mình xưng hô với nhau là bạn bè được không? Thôi không được đâu. Sao không được? Phải tập cho quen. Bạn An. Ba Tùng. Bạn An. Ba Tùng. Bạn kỳ quá, đừng kêu chú bằng ba nữa bạn. Bạn An. Ba Tùng. Không được đâu, con không có quen. Không phải, tại vì con chưa có chịu tập đâu. Mình phải chơi chung với nhau nhiều thì mình mới... À, bây giờ vậy đi. Chơi mình bám bắt dê không? Thôi, con mệt lắm. Chơi chút xíu đi, mình phải chơi với nhau nhiều thì mình mới là bạn bè được, hiểu không? Thôi, con mới đi học thêm về. Không biết. Tôi sẽ bịt mắt tôi lại. Sau đó tôi sẽ dí bạn nha. Lúc đó, bạn đừng để tôi bắt bạn nha. Tôi mà bắt được bạn rồi á, bạn đừng có trách tôi nha. Ê, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi, bạn chạy đi. Tôi bắt bạn nè, Mắc cười quá à, con ơi, con không có thích chơi như vậy đâu. Chẳng lẽ mình lại sai nữa ta? Này sao? Cụ thể là như thế nào nói em nghe coi. Anh cảm giác như giữa anh và mấy đứa con anh có một cái khoảng cách lớn lắm. Bây giờ thực sự ra anh không biết tụi nó nghĩ gì luôn. Nó có cái khoảng cách vô hình nào đó. Cái kiểu nói chuyện á, hiểu không? Rồi, cái này là em biết rồi. Trời ơi, dễ lắm. Bây giờ như nè, nếu như bây giờ anh muốn hiểu tụi nó, gần gũi tụi nó thì anh học ngôn ngữ của tụi nó. Nôm na gọi là tin cốt. Tin cốt. Dạ, ơi tí xíu nữa đi ăn kem nha. Dạ. Nhớ nha. Trời. Hello. Trời. Trời. Chú Tùng bị cái gì? Đừng quan trọng chuyện đó. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi chính là Hip Hop Man. Tôi hôm nay có mua bộ đồ cho bé An. Oh yeah. Và bé Thi một bộ đồ. Thật ra thì chú mắc cười thiệt á. Nhưng mà con không có thích bộ đồ hip hop gì đó của chú đâu. Đúng rồi đó ba, con không có thích đâu. Không thích hả? Dạ. Thôi được rồi, vì hai đứa chú sẽ thay đổi mình. Chú có một mở nhà thì mệt quá. Đây chính là hai vé xem show rock rất nổi tiếng, khó khăn lắm mới có hai vé này. Bây giờ gia đình chúng ta sẽ là một gia đình rocker. Yeah. Yeah. Nhưng mà con không đi không? Ba cho người khác đi nha ba. Mấy cái rock này thích thiệt nhưng mà không con đi đâu. Ê. 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 Ba Tùng, ba Tùng đừng có chết mà ba Tùng, ba Tùng, ba Tùng. Bé An ơi, không sao đâu mà. Hồi nãy bác sĩ nói với hai chị em mình rồi đó. Thì chú chỉ bị lên tăng xong tí xíu thôi. Ê cha. Ba Tùng tỉnh rồi. Tùng tỉnh, chú Tùng. À, ba tỉnh rồi con. Dạ. Nãy ba nhảy quá nhức đầu. Trời ơi, chú có sao không chú? Có sao chứ, cái cú mà quay người là đã nhức đầu rồi nhưng mà ráng kèm á. Không hiểu chú làm sao luôn á, sao tự nhiên chú thành gì hip hop man gì tùm lum hết vậy? Cái đó là dành cho tuổi trẻ, chú già rồi. Trời ơi, không hiểu sao á, càng ngày con thấy chú càng thay đổi á. Sao ba thay đổi nhiều quá vậy? Được rồi con. Chẳng giấu gì hai đứa, dạo gần đây chú muốn trẻ trung ra, muốn làm hip hop man, muốn làm rock man để hòa nhập với lại hai đứa con. Ba cảm giác tụi con không còn như ngày xưa nữa. Trước đây tụi con làm gì cũng quấn quýt với ba, còn bây giờ giữa ba với tụi con có một cái khoảng cách. Ba muốn hòa nhập với tụi con, ba muốn trẻ trung, ba sợ tụi con chê ba là cổ lỗ sĩ. Ba đừng có nói như vậy, dù sao con vẫn thương ba, con vẫn muốn quấn quýt bên ba mà. Từ nay về sau ba đừng có thay đổi nữa để ảnh hưởng đến sức khỏe. Con thương ba. Con cũng thương chú. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên SpeedCouple nha.